Cô chào Yến Trang nhé. Cô vừa xem video bài học ngày hôm nay của con. Cô thấy rằng là con có cố gắng và có nỗ lực chăm chỉ bài hoàn thành bài trong tuần và trong ngày. Tuy nhiên là có một cái lỗi mà hôm trước cô góp ý với con ấy là con cần phải nghe video hướng dẫn nhiều lần để mình luyện tập đọc theo. Chứ mình không không phụ thuộc. Tức là khi cô thấy con quay bài là con còn chưa cả thuộc từ và con chỉ đọc theo chị thôi. Như thế thì mình sẽ rất là bị động, và khi mình không chủ động được thì các từ của mình đôi khi phát âm ra sẽ không chuẩn. Và trong bài ngày hôm nay của con thì cô thấy rằng con sai, đọc sai khắc từ trong âm chứng vì con sai khẩu hình miệng. Đấy. Con sẽ xem lại video hướng dẫn nhé. Phần âm the con cũng đọc sai và con chỉ đọc theo thôi, nên là cái phần khẩu hình miệng này không đúng này. Cái phần âm thì con chú ý cho cô, mình sẽ có từ remember, remember, từ này mình đang đọc sai này. Từ thứ hai swim, swim, swim. Từ thứ ba dream, dream, dream. Từ thứ tư time, time, time. Từ thứ năm mix, mix. Từ thứ sáu micro, micro, micro. Con chú ý cho cô là mình đang đọc là milk, mình đọc là milk. Đó. Từ này mình sẽ chú ý chỉnh lại nhé. Tiếp theo là âm thì mình đọc sai những từ sau. Mình không đọc là nick, nick mà là nice, nice. Từ tiếp theo night, night. Từ nervous, nervous. Plain, plain. Onion, onion, onion. Tiếp, con chú ý cho cô là ở phần âm thì cái âm này con đọc sai rất nhiều từ luôn, và cô sẽ không chỉnh lại tại vì con đọc sai gần như căn bản là sai. Sing, song, spring, morning, wrong, strong, strong, wing, ring, bank, interesting, monkey, pink, hungry. Con chú ý cho cô là mình sẽ chỉnh lại và nghe lại thật kỹ video nhé. Cô thấy con sai nhiều từ lắm.